Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 15, câu 1 đến câu 10. Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Đức Giêsu mà nghe Người. Còn những người thuộc phái Pha-ri-siêu và các kinh sư thì lẩm bẩm: ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này: người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn rồi quét nhà moi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Nhiều người nghĩ rằng Thiên Chúa là đấng cao cả, nhưng lại xa lạ và lạnh lùng với con người. Vì con người có là gì đâu trước mặt Thiên Chúa. Thật ra con người là mối bận tâm lớn của ba ngôi, đến độ ta dám nói rằng con người chiếm chỗ trong tâm trí Thiên Chúa. Trước khi con người hướng về Thiên Chúa thì Thiên Chúa đã đưa tay ra hướng về con người. Vì loài người chúng tôi và để cứu rỗi chúng tôi, đó là điều chúng ta tuyên xưng trong Kinh Tin Kính. Thiên Chúa ba ngôi sống cho nhau, nhưng cũng sống vì con người và cho con người. Hai dụ ngôn hôm nay cho thấy Thiên Chúa quý con người, mà con người ở đây lại không phải là những người thánh thiện. Có những động từ được nhắc đến trong cả hai dụ ngôn: có, mất, tìm, tìm được, chung vui, vui mừng. Những động từ này nói lên tất cả tình cảm của Thiên Chúa. Dụ ngôn về người đàn ông hay người phụ nữ có 100 con chiên hay 10 đồng quan, vì lý do nào đó, một con chiên hay một đồng quan bị mất. Sự mất mát này lớn lao đến nỗi người ta muốn tìm cho kỳ được. Tìm cho kỳ được là tìm đến khi thấy mới thôi. Việc tìm kiếm này đòi phải hành động quyết liệt. Người chăn chiên để 99 con ngoài đồng hoang, người phụ nữ thắp đèn, quét nhà,
moi móc mọi ngõ ngách. Trong lo âu, người tìm kiếm chỉ nghĩ đến chuyện làm sao tìm lại được. Chính vì thế niềm vui bùng lên khi tìm thấy điều đã mất. Niềm vui không giữ lại cho riêng mình trong lòng. Niềm vui đòi chia sẻ với bạn bè, với bà con lối xóm. Xin ông bà anh chị chung vui với tôi, vì tôi tìm thấy rồi. Thiên đàng không cắt đứt với trần thế. Các thiên thần của Thiên Chúa vui vì một người tội lỗi hối cải. Thiên Chúa mừng vui vì Ngài đã từng lo âu, đau khổ, tìm kiếm. Mọi tội nhân hoán cải là một thành tựu của Thiên Chúa. Ngài quý từng con người được dựng nên theo hình ảnh Ngài. Thái độ của Đức Giê-xu đối với tội nhân cho thấy trái tim Thiên Chúa. Trái tim ấy nghiêng chiều về những con người đã lạc đường. Đồng quan không thể tự ý trốn đi, nhưng con người có tự do quay lưng. Thiên Chúa đi tìm con người quay lưng ấy. Với sự khiêm hạ, Ngài chinh phục trái tim con người. Hãy để Ngài đi tìm bạn và cho Ngài niềm vui khi tìm thấy người đã mất. Nói cho cùng, Thiên Chúa đi tìm ta suốt đời. Trong một cuộc chơi năm mười kéo dài mà ta chủ yếu là người đi trốn, hãy cảm được sự tế nhị của Ngài khi cố tìm ta mà vẫn tôn trọng tự do. Nếu ta chịu để Ngài tìm thấy, ta sẽ nếm được ngay niềm vui thiên đàng. Lạy Chúa Giêsu, xin đánh thức con, xin đưa con ra khỏi cơn mê mà tự sức con không sao thoát ra được. Xin đừng ngại đánh thức con bằng những biến cố đôi khi mạnh mẽ, nhưng xin cho con thấy bàn tay Chúa nhân từ đang cắt tỉa con vì yêu con. Ước gì con được tỉnh táo để nhìn lại vẻ đẹp từng làm con say mê, những chỗ dựa mà con từng là tuyệt đối, như ngọn đèn trầu trong nhờ nguyện. Xin cho con thức luôn và sáng luôn trước nhan Chúa. Amen.